Đây anh em bà con ta đang cạo muối nè. Đây xứ là xứ muối nha. Cái này ra chuột chuột hết rồi, giờ đang cạo. Qua coi mấy ông chuột bên kia. Đã nhớ ông tôi quay trở lại. Chia mà nhớ rồi, ừ. Quay lại à. Muối này đang chuột nè, chưa có cào. Đây là muối gì đó bạn ơi, trời mưa là chạy xúc quần luôn đó. Là chuột hết hả? Hai xăng là chuột rồi hả? Xăng này xăng cây chuột rồi hả? Ngoài này thấy đây còn có muối nữa. Đó, này là chuột muối nè các bạn ơi, vậy là chuột muối đó. Muối nó đóng cục lại cục cục mà mình không chuột ra vậy cào không có lên được. Đây là muối bên đây nè các bạn, nó cục cục gì nè đó. Đóng cục gì nè, mình phải lấy cây đó mình chuột ra, chuột ra mình mới cạo lại, cạo như cạo lúa vậy đó là mới được nha, chứ mình không chuột ra đóng cục như vậy là mình không cạo được. Muối nhiều quá à. Cái này nó ít đóng nè, còn nhiều hồi xưa anh hai không làm cục nào đóng y gan như là mà đóng băng vậy, cục chờ bá không ừ. Chuột không, hồi trước ông làm săn đất á, chuột nó dẫn như sống luôn. Thì về rồi, về rồi thấy anh hai ông buồn quá thôi chạy trở lại. Về ra tới giá gai rồi đó chứ. Ừ. Thấy ông buồn quá tội nghiệp quá rồi anh em quay trở lại. Thấy ông buồn quá, thấy tội nghiệp quá anh em quay trở lại. Ừ. Cái này mà trời mà nắng mà nóng nhiều nha. Anh em mà lội xuống đây vài bữa về nhà lột còn hơn là mấy bà đàn bà mà lột da nữa, lột miếng bự bự không. Đây là bao muối luôn, anh em muốn ăn muối nhiều cũng có cho nha. Muối này là bao cho luôn. Đó, còn thịt chuột gì nữa. Thì chứ nhiều cái nó đóng cục bự quá rồi không chuột thì đâu ra được. Cái này là đỡ nè, cái này nó không đóng cục bự nè, mình lấy giò mình chiều được nè, chứ mà nó hay đóng cục bự khổ xua luôn. Ở đây là chuột rồi nè, chuột rồi nên không có đóng cục nè. Thì anh em cào lên nè, cào đóng cục, cào gom gom cục cục rồi đầu lấy cần xé, xé nữa nè, rồi giác lên cái đóng đó. Thì giờ ở đây chảy bạc không, lấy muối trắng. Đây là muối trắng nha, chứ không phải là muối non nha bà con. Bà con ở vùng mà không có nước mặn là nó muối trắng là muối non không đó. Ở đây là người ta lấy muối trắng thôi nha, còn muối đen là muối dưới chân đó. Dùng nước ngọt là làm tao nó muối đen là muối muối già đó. Còn ở đây là muối đen là muối dưới chân đó. À,
đây xúc lúa đầy lên rồi, ở xúc muối đầy gần ché gì đó, rồi đầu đỡ gì đó vác lên đổ lên trên bờ. Thôi mình lại mình lấy cái trang mình cào muối nha bạn ơi. Ơi mình cào muối nha bạn ơi. Đây là muối cực khổ không à, cào xong rồi vác lên chuột rồi cào, cào xong rồi vác lên bờ, lên bờ rồi đầu bán. Tao làm rồi nãy nãy giờ được mấy cục rồi đó mày. Trời nó lọt thì mình nghĩ xài lo gì mà.
Thôi, xin chào các bạn nha. Các bạn nào thấy anh em mình cào muối dãy muối cực khổ quá, để ra cho mình một lượt đăng ký các bạn ơi. Một lượt ra luôn nha. Đấy anh em mình cào muối gì đó, cào lên đóng đóng rồi đâu ông kim giác này chuột nói qua bản gì cô ơi, giết thôi. Chào các bạn nha, bạn nào yêu quý mình để lại cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh mình nha. Chúc các bạn có một buổi sáng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha các bạn ơi.